NATO đã nắm danh sách các mục tiêu chuẩn bị chiến dịch đường không chống Nga Đơn vị bí mật của Ukraine chuyên thả mìn tấn công lãnh thổ Nga Nga bắt đầu diễn tập hạt nhân đáp trả phương Tây Ông chăm đối mặt khó khăn pháp lý vẫn gây quỹ tranh cử vượt ông Biden Mỹ phát hiện hầu thi là lực lượng đầu tiên sử dụng tên lửa đáng sợ chưa từng có ở Biển Đỏ Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những thông tin chính có trong chương trình, ngay bây giờ sẽ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, tờ Moskovsky Komsomolet hay là MK cho biết, theo thông tin được hé lộ, NATO đang chuẩn bị chiến dịch đường không đánh chặn Nga. Được biết trước đó, lãnh đạo NATO đã đề nghị Ukraine cung cấp danh sách các mục tiêu ở Nga và lý do Kiev muốn tấn công các mục tiêu này. Đồng thời, hàng loạt vũ khí Mỹ đã đổ về Ukraine. Từ đó, NATO đã vạch ra kế hoạch một chiến dịch đường không chia làm 3 giai đoạn. Chi tiết như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Tờ Moskowski đưa tin, chương trình bí mật quân sự với Igor Prokopenko của Nga mới đầy tiết lộ. NATO đang chuẩn bị một chiến dịch đường không dựa trên cơ sở hạ tầng nhân lực của lực lượng vũ trang Ukraine để ngăn chặn bước tiến của Nga ở Kharkov. Ông Prokopenko, người dẫn chương trình này cho biết, các nguồn tin tình báo đã cung cấp thông tin về quá trình chuẩn bị cho chiến dịch của NATO. Bí mật quân sự với Igor Prokopenko là một chương trình truyền hình của Nga. Trong đó người dẫn chương trình, ông Igor Prokopenko. Theo ông Prokopenko, quá trình này mở đầu bằng các đợt cung cấp vũ khí với số lượng đáng kể cho Kiev. Thủ tướng Đan Mạch, Mette Frederiksen mới đây thông báo những chiếc F-16 đầu tiên do Mỹ sản xuất sẽ đến Ukraine vào tháng tới, trong khi các nguồn tin ở Kiev thì khẳng định rằng số máy bay này đã được đặt trong các nhà chứa dưới lòng đất của lực lượng vũ trang Ukraine. Pháp cho biết đang gửi cho Ukraine tên lửa SCAP với tầm bắn lên tới 560 km, trong khi Mỹ đang nhanh chóng cung cấp tên lửa chiến thuật, chiến dịch, ATACMS, đạn chùm và tăng cường thêm cho Kiev các hệ thống rocket phóng loạt HIMARS. Anh mới đây cũng xác nhận việc chuyển giao tên lửa Storm Shadow cho Ukraine đây là loại tên lửa có thể tấn công các mục tiêu cách xa hơn 250 km. Tiếp tục đề cập tới kế hoạch của NATO, ông Prokopenko cho biết liên minh này dự định hỗ trợ chiến dịch đường không từ xa. Theo cách tướng Đức về hưu, Klaus Whitman gợi ý trên kênh truyền hình Well cách đây không lâu, đó là bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine từ lãnh thổ các nước NATO. Đáng lưu ý, ông Prokopenko dẫn các nguồn thân cận với văn phòng Tổng thống Zelensky cho hay lãnh đạo NATO đã đề nghị Ukraine cung cấp danh sách các mục tiêu ở Nga và lý do Kiev muốn tấn công các mục tiêu này. Từ đó, một chiến dịch đường không thường chia làm 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn đầu là trinh sát đường không. Ông Prokopenko cho biết, không quân Mỹ đã tích cực theo đuổi mục tiêu này trong những tuần gần đây. Giai đoạn thứ hai là thăm dò hệ thống phòng không của đối phương để xác định điểm yếu. Giai đoạn thứ ba là các cuộc không kích trong thực tế. Ông Prokopenko dẫn các nguồn thân cận với văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết NATO đã thông qua danh sách mà Kiev cung cấp trong đó bao gồm các mục tiêu được đề xuất ở Nga. Chỉ huy cốt 9.2, một đơn vị UAV thuộc Lữ đoàn 92 của Ukraine, ông Alexander Nastenko cho hay sự gia tăng số lượng UAV cỡ nhỏ ở Ukraine đã biến khu vực nằm ngoài vùng xám của hai bên thành tử địa. Nhưng ai dám di chuyển cả ngày lẫn đêm dưới con mắt xăm soi của UAV đối phương sẽ thiệt mạng ngay lập tức. Máy bay không người lái giá rẻ được triển khai ở Ukraine đã thay đổi chiến tranh hiện đại và bước đầu mang lại lợi thế cho quân đội Ukraine trên chiến trường, nơi họ luôn bị áp đảo về quân số và hỏa lực. Ông Nastenko nói đây là sự phát triển cho sự sống còn của chúng tôi. Đơn vị cốt 9.2 di chuyển tới vị trí mới để thực hiện nhiệm vụ quan trọng, phóng máy bay không người lái UAV qua biên giới Nga và giải mìn trên các tuyến đường chính trong lãnh thổ đối phương đơn vị này cần nhanh chóng triển khai UAV từ chiếc ham vi trước khi trời tối. Lúc trời nhá nhem là thời cơ để họ hành động và có thể thoát khỏi tầm ngắm của những chiếc UAV Nga bay lượn phía trên. Nhiệm vụ của đơn vị cốt 9.2 được tiến hành cách biên giới hơn 6 km, ở nơi không có tiền tuyến cố định và gần Nga như vậy có nghĩa các nhóm trinh sát của đối phương có thể ập đến bất kỳ lúc nào. Trang thiết bị của mật danh 9.2 khá đơn giản, chỉ gồm một đĩa thu phát tín hiệu vệ tinh Stalin, một anten truyền tín hiệu cho UAV tầm xa, hàng chục gói pin và hai chiếc UAV cỡ đại Vampire Macaron. Các thiết bị được đưa đến đường hào và bong ke, lắp ráp và sử dụng trong vòng 30 phút. Họ chỉ có thể tiến hành nhiệm vụ giải min khi trời đã tối hẳn, nhưng mọi chuyện cũng không hề dễ dàng. Những mối nguy hiểm luôn rình rập. Thực tế, ngay khi hai nhân viên điều khiển UAV là Andri và Atem rời bong ke để bắt đầu công việc, một tiếng động lớn buộc họ phải chạy nhanh vào nơi trú ẩn. Cách duy nhất để Andri và đồng đội không bị UAV trinh thám trang bị camera tầm nhiệt Orlan phát hiện chính là phải ẩn nấp và lắng nghe thật kỹ để xác định các thiết bị này đã bay qua. Andri nói, cứ như vậy suốt đêm. Đây không phải là lần đầu tiên đơn vị cốt 9.2 tập kích lãnh thổ Nga. Trước đó, theo trang Business Insider, Ukraine cho biết UAV Vampire Macaron bay gần xe tăng và xe thiết giáp của Nga vào ban đêm trước khi tấn công mục tiêu bằng lượng chất nổ lớn. Bộ Quốc phòng Ukraine đã chia sẻ được video từ United 24, một trang truyền thông của chính phủ Ukraine về UAV Vampire và gọi nó là cơn ác mộng của Nga. Đoạn video đã đề cập tới đơn vị UAV Unit Code 9.2 hoạt động bên ngoài thành phố Bakhmut. Những người điều khiển đã sử dụng UAV cỡ nhỏ DJI Mavic vào ban ngày. Đoạn video nhấn mạnh nhưng vào ban đêm là thời điểm UAV Vampire cất cánh. UAV Vampire bay nhanh với tốc độ khoảng 23 m một giây và mang theo khối lượng chất nổ lớn. Đoạn video cho hay, với khả năng trở tới 15 kg và quãng đường bay là 10 km, UAV Vampire đã trở thành cơn ác mộng thực sự đối với binh sĩ Nga. Theo Ukraine, ưu điểm của UAV Vampire là tính năng chụp ảnh nhiệt, cho phép người điều khiển, xác định và nhắm mục tiêu vào ban đêm. Một số UAV khác cũng có thể chụp ảnh nhiệt, nhưng với khả năng hoạt động cả ngày lẫn đêm và mang theo khối lượng thuốc nổ lớn đã biến UAV Vampire trở thành vũ khí đáng giá của Ukraine. Theo Kiev Independent, phát ngôn viên lực lượng biên phòng Ukraine Andriy Demchenko nói rằng đã có một số đơn vị quân đội Nga xuất hiện ở biên giới giáp với tỉnh Sumy và Kiev đang tăng cường cảnh giác ở khu vực này. Ông Demchenko nói, chúng ta không thể bỏ qua khả năng đối thủ tổ chức tiến công theo hướng Sumy. Đường biên giới ở tỉnh Sumy dài hơn 560 km và việc Nga tập kích ở đây sẽ khiến lực lượng phòng thủ bị phân tán. Mục đích chính của họ là buộc chúng ta phải dàn trải lực lượng. Trước đó, lãnh đạo cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine Kirill Budanov dự đoán Nga sẽ tiến hành một chiến dịch tương tự khả cốt ở Sumy. Chính phủ Ukraine cũng đã có một số động thái sơ tán người dân ở Sumy trước nguy cơ từ những đợt tập kích của Nga. Viện nghiên cứu chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ nhận định Nga đang tập trung một cụm quân hạn chế do thiếu nhân lực và phối hợp rời rạc theo hướng Sumi, tỉnh láng giềng của Kharkov. Tuy nhiên, ngay cả với binh lực khiêm tốn như vậy, Nga cũng có thể đạt được hiệu quả theo ý đồ mong muốn là thu hút thêm và giam chân các đơn vị Kiev ở khu vực biên giới. Ở diễn biến khác, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Ukraine trước đó thông báo trên Facebook rằng giao tranh vẫn đang diễn ra xung quanh khu định cư Bilohorivka trong vùng Lugansk và lực lượng Ukraine đã đẩy lùi ba cuộc tấn công ở khu vực Siversk gần đó. Quân đội Ukraine đưa ra thông báo trên vài giờ sau khi Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng Nga đã kiểm soát hoàn toàn Bilohorivka và giành được những vị trí tốt hơn trong khu vực. Phía Ukraine cũng đã tấn công thành phố Svetlovsk do Nga kiểm soát trong vùng Lugansk thuộc miền đông Ukraine bằng tên lửa Atak-MS do Mỹ cung cấp và máy bay không người lái UAV khiến 8 người bị thương. Quân đội Ukraine đã nhiều lần sử dụng loại đạn này để tập kích và gây nhiều thiệt hại cho lực lượng Nga từ đầu xung đột, nhưng chỉ nhắm vào các mục tiêu trên vùng đất Nga kiểm soát, không tiến hành các đòn tấn công qua biên giới. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết trên Facebook ngày 21 tháng 5, lực lượng phòng vệ Ukraine đã tấn công tàu hộ tống từ Cyclone thuộc dự án 22800 của Nga cách đây ít ngày. Cuối tuần qua, Ukraine tuyên bố đã phá hủy tàu Koprovets tàu quét mìn hải quân thuộc dự án 266M của hạm đội Biển Đen của Nga vào đêm 18, dạng sáng ngày 19 tháng 5. Thông tin về tàu Tocyclon, tàu, tàu mang tên lửa hành trình Kalib của Nga bị tấn công, bắt đầu lan truyền trên mạng từ đầu tuần này. Người đứng đầu trung tâm liên lạc chiến lược của lực lượng phòng vệ miền Nam Ukraine, Dmitry Peletenchuk cho rằng nếu thông tin tàu Tocyclon của Nga bị tấn công ở Crimea là chính xác, thì lực lượng Nga sẽ không thể phóng tên lửa Kalib từ phạm vi gần sát Ukraine. Các tàu hộ vệ tên lửa còn lại của Nga hiện đóng tại Novorossiysk. Ông Kletenchuk nói, có khả năng khá cao là đến nay, Nga không còn tàu hộ tống nào ở Crimea nếu thông tin về cyclone được xác nhận. Vâng, có khả năng như vậy. Ông cho biết thêm, thực tế là rất có thể hai con tàu đã trúng tên lửa, nhưng chúng tôi vẫn đang chờ kết quả. Theo các nguồn mở của Nga, The Cyclone là tàu hộ vệ dự án 22800, tên mã Karakut. Tàu được bàn giao cho Hải quân Nga vào tháng 7 năm 2023. The Cyclone có lượng dãn nước 800 tấn chiều dài 65 m, chiều rộng 10 m, mớn nước 4 m. Tốc độ tối đa của tàu là 30 hải lý một giờ, tầm hoạt động là 4000 km với tốc độ 12 hải lý. Tàu có thể hoạt động trên biển trong 15 ngày. The Cyclone được trang bị các bệ phóng tên lửa thẳng đứng Onis và Calib NK, súng AK-176MA 76,2mm nâng cấp và súng phòng không Palas. Tàu có thể phóng tên lửa hành trình tấn công mục tiêu trên mặt đất ở khoảng cách 2.400 km. Nga hiện chưa bình luận về thông tin liên quan tàu Tosiklon. Vừa qua, giới chức Nga cho biết lực lượng nước này đánh chặn 9 quả tên lửa Atak MS và một phương tiện không người lái ở Crimea. Trang crimea chuyên theo dõi thông tin liên quan tới bán đảo Crimea cho biết vào đêm xảy ra vụ tấn công, một con tàu có chiều dài tương tự Tosiklon đã biến mất khỏi hình ảnh vệ tinh tại Sevastopol. Kênh Telegram Spy Dossier dẫn nguồn tin riêng cũng cho biết tàu Tosiklon đã bị tấn công. Các phân tích riêng biệt của Radio Svoboda đã nêu khả năng tàu tàu Cyclone, chứ không phải tàu quét mìn Kovrovets đã bị tấn công. Năm 2023, Nga đã di rời phần lớn hạm đội biển đen từ cảng chính ở Sevastopol đến Novorossiysk, cách bờ biển Nga hàng trăm km. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Ukraine liên tiếp tấn công các cảng và tàu chiến của Nga ở biển đen bằng cách sử dụng tên lửa hành trình và tàu không người lái. Hồi tháng 4, Ukraine tuyên bố đã phá hủy hoặc làm hư hại một phần ba hạm đội biển đen của Nga. Bộ Quốc phòng Liên bang Nga ngày 21 tháng 5 tuyên bố các lực lượng nước này đã bắt đầu giai đoạn thứ nhất của cuộc tập trận quân sự, bao gồm huấn luyện thực hành về chuẩn bị và sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược tại quân khu miền Nam. Trong tuyên bố, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết thêm giai đoạn đầu tiên của cuộc tập trận có sự tham gia của tên lửa đạn đạo Iskander và Kinza cũng như của lực lượng tên lửa tại quân khu miền Nam của Nga nằm tiếp giáp với Ukraine. Mục đích của cuộc diễn tập này là nhằm đảm bảo rằng các đơn vị và thiết bị sẵn sàng cho việc sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược trong chiến đấu để đáp trả và đảm bảo vô điều kiện sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của nhà nước Nga trước những tuyên bố khiêu khích và mối đe dọa của các quan chức phương Tây chống lại Nga. Trước đó vào đầu tháng này, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho quân đội nước này thực hành triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật sau những gì Moscow cho là mối đe dọa từ Pháp, Anh và Mỹ. Về phần mình, dường như để minh họa cho mối đe dọa từ phương Tây. Bộ Ngoại giao Nga đã trích dẫn những bình luận của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người đã nêu khả năng gửi quân đội châu Âu đến chống lại Nga ở Ukraine, và Ngoại trưởng Anh David Cameron, người nói rằng Ukraine có quyền sử dụng vũ khí do London cung cấp để tấn công các mục tiêu bên trong Nga. Các nhà phân tích an ninh cho rằng cuộc tập trận hạt nhân chiến thuật nêu trên được ông Putin thiết kế như một tín hiệu cảnh báo nhằm ngăn chặn phương Tây can thiệp sâu hơn vào xung đột ở Ukraine nơi phương Tây đã cung cấp vũ khí và thông tin tình báo cho Kiev, nhưng lại kiềm chế gửi quân. Trong số ra hồi đầu tháng, tờ Vedomosti của Nga lưu ý rằng những cuộc tập trận kiểu này hiếm khi xảy ra kể từ khi Liên Xô sụp đổ, nhưng chúng từng được tổ chức hàng năm trong thời Xô Viết. Học thuyết hạt nhân của Nga chỉ cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân trước tiên khi sự tồn tại của quốc gia gặp nguy hiểm hoặc có nỗ lực nhằm quét sạch lực lượng hạt nhân của Nga. Ilya Kramnik, nhà nghiên cứu tại Viện Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế của Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho rằng, thông báo về cuộc tập trận không làm thay đổi học thuyết hạt nhân quốc gia của Moscow. Điều đáng chú ý nhất là cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh có những tuyên bố khiêu khích nhất định từ các quan chức các nước NATO. Trong khi đó, Dmitry Stefanovic, nhà nghiên cứu tại Trung tâm An ninh Quốc tế, tại Viện Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga chỉ ra rằng những gì đang thấy hiện nay là một thông điệp hạt nhân rõ ràng, điều chưa từng xảy ra trong kế hoạch quân sự của Nga ở Ukraine. Nhà phân tích này lưu ý Điều đó khẳng định một thực tế nổi tiếng. Trong trường hợp xảy ra xung đột cường độ cao chống lại một đối thủ vượt trội, Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược. Chỉ huy tiểu đoàn máy bay không người lái trinh sát và cảm tử thuộc Lữ đoàn Tấn công Độc lập 92 của lực lượng vũ trang Ukraine là ông Yuri Fedorenko. Trong một cuộc phỏng vấn với một ấn phẩm của Ukraine đã nói rằng quân đội Nga có đủ lực lượng và phương tiện để tiến hành một cuộc tấn công theo hướng mới dựa trên những động thái tích tụ lực lượng, phương tiện gần đây của lực lượng vũ trang Nga và xem xét các vấn đề chiến thuật. Ông Yuri Fedorenko nhận định rằng một cuộc tấn công mới sẽ sớm bắt đầu ở vùng Sumy, phía bắc vùng Kharkov, giáp biên giới Nga ở vùng Kursk và Bryansk. Theo vị chỉ huy tiểu đoàn của Ukraine, tại mặt trận Kharkov mới mở, lực lượng vũ trang Nga cũng có đủ nhân lực và trang thiết bị để kiểm tra sức mạnh của các tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine ở những khu vực mà Moscow vẫn chưa tiến hành các hoạt động xung kích và tấn công. Theo ông, lực lượng Nga sẽ tiếp tục tìm kiếm các điểm yếu ở nhiều nơi, tận dụng lợi thế về thế chủ động, chiến thuật để tấn công vào những khe hở mà họ coi là yếu nhất trong tuyến phòng thủ của Ukraine. Vị chỉ huy tiểu đoàn Ukraine dự đoán một giai đoạn khó khăn trong những tuần tới ở thị trấn Volchatsk, nơi lực lượng Nga đang dần đẩy lùi lực lượng vũ trang Ukraine ra khỏi thành phố. Ngoài khu vực Kharkov, ông Fedorenko nhận thấy mối đe dọa đối với các vị trí biên giới của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Sumy mà dấu hiệu quan trọng nhất là kể từ đầu tháng 5, lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành tấn công pháo binh, phá hủy các vị trí phòng thủ kiên cố của Ukraine ở khu vực biên giới vùng Sumy. Trong báo cáo về việc tiến hành một chiến dịch tấn công, Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo rằng địa điểm diễn ra cuộc họp chung của Ban Chỉ huy Lữ đoàn 92 và Lữ đoàn 95 của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị lực lượng vũ trang Nga tấn công. Trước đó, lực lượng Nga cho biết đã tấn công trụ sở chỉ huy miền Nam của quân đội Ukraine đóng tại thành phố cảng Odessa. Cụ thể trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga cho biết cơ sở quân sự cũng như binh sĩ và khí tài của Ukraine đã bị tấn công bởi các cuộc không kích, tên lửa và pháo binh phối hợp của lực lượng Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trụ sở chỉ huy tác chiến của lực lượng vũ trang miền Nam Ukraine đã bị lực lượng không quân, lực lượng tên lửa và pháo binh của chúng tôi tấn công. Bộ Quốc phòng Nga không cung cấp thêm thông tin chi tiết nhưng nói rằng lực lượng Moscow đang cải thiện vị thế dọc theo toàn bộ chiến tuyến. Chuyển qua những tin tức thế giới đáng chú ý khác. Thưa quý vị, các nhà hoạch định chính sách từ Brussels và Kiev được cho là đang tổ chức tham vấn chuyên sâu, nỗ lực thuyết phục Hungary bật đèn xanh cho các cuộc đàm phán để Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu EU. Liên minh châu Âu EU muốn ngay trong tháng 6 sẽ khởi động quá trình đàm phán chính thức về việc kết nạp Ukraine vào khối. Tạp chí Politico dẫn lời 5 nhà ngoại giao ẩn danh cho hay, các quan chức EU đang tích cực thuyết phục chính phủ Hungary đồng ý bắt đầu các cuộc thương lượng để Ukraine gia nhập khối vào ngày 25 tháng 6 tới đây. Các nhà ngoại giao này tin động thái sẽ nâng cao tinh thần cho người Ukraine trong cuộc xung đột đang tiếp diễn với Nga. Các nguồn thạo tin cho hay, Kiev và Bruxelles đang đàm phán với Budapest để giải quyết vấn đề người Hungary thiểu số ở Ukraine. Sau cuộc đối thoại hồi tháng 4 giữa tránh văn phòng Tổng thống Ukraine Andrei Yermak và Ngoại trưởng Hungary Peter Sziato, các bên ghi nhận động lực tích cực của cuộc đàm phán. Theo một nhà ngoại giao, Kyiv đã phản hồi danh sách 11 điểm do Budapest đưa ra và đang chờ phản hồi của chính phủ Hungary. Một nhà ngoại giao EU tin Hungary có thể muốn kết thúc các cuộc thương lượng về việc kết nạp Ukraine trước khi nước này đảm nhận chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng EU vào ngày 1 tháng 7. Ukraine và các nước ủng hộ trong EU đang kêu gọi tổ chức một hội nghị liên chính phủ giữa Bruxelles và Kyiv trước thời điểm này. Theo các nhà ngoại giao, Hungary muốn hoàn thành nhiệm kỳ chủ tịch Hội đồng EU thành công. Bỉ nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng cũng đang cố gắng thuyết phục Hungary rằng việc kết nạp Ukraine vào EU mang lại lợi ích chính trị cho cả Budapest. Các quan chức Bỉ đã lên lịch tổ chức một hội nghị liên chính phủ vào ngày 25 tháng 6. Tuy nhiên như thường lệ, không thể đoán trước được Hungary sẽ làm gì cho đến khi EU nhận được tin từ chính Thủ tướng Viktor Orbán, một nhà ngoại giao nhấn mạnh. Trước đó, ông Zelensky nhấn mạnh rằng Ukraine mong muốn EU thực hiện các bước cần thiết để bắt đầu đàm phán về việc Ukraine gia nhập liên minh. Ông đồng thời cho rằng EU cần có sự tham gia của các quốc gia châu Âu khác, ví dụ như hai nước Liên Xô cũ là Georgia và Belarus, đồng minh thân cận của Nga. Ukraine nộp đơn gia nhập EU vào năm 2022, không lâu sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt. Cuối năm ngoái, EU đã đưa ra một quyết định lịch sử khi đồng ý khởi động đàm phán kết nạp Ukraine ngay giữa giai đoạn xung đột. Tuy nhiên, quyết định này không đồng nghĩa với việc Ukraine có thể gia nhập EU ngay lập tức. Quá trình này có thể kéo dài nhiều năm, song nó sẽ là một động lực chính trị rất lớn cho Kiev trong bối cảnh chiến sự hiện nay với Nga. Ukraine cũng đã nộp đơn gia nhập NATO và đang chờ phê chuẩn. Phát biểu tại Tổ chức Hòa bình Sasakawa ở Tokyo, Nhật Bản, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto giải thích quan điểm bất đồng của Budapest với các nước thuộc Liên minh châu Âu, EU và Mỹ về chủ đề xung đột Nga-Ukraine. Ông Szijjarto cho rằng chiến lược về Ukraine do Mỹ và EU đưa ra đã thất bại hoàn toàn. Theo đài RT, ông nói, trong cuộc thảo luận về gói trừng phạt đầu tiên cách đây hơn 2 năm, tôi đã đặt câu hỏi về mục đích của các biện pháp trừng phạt và câu trả lời là buộc Nga phải khuất phục về kinh tế và sớm kết thúc xung đột. Nhưng thay vào đó, các lệnh trừng phạt lại gây tổn hại cho nền kinh tế của Liên minh châu Âu (EU). Ông lấy ví dụ về việc nhiều quốc gia tuyên bố loại bỏ dầu khí Nga, nhưng cuối cùng lại mua chúng từ các bên thứ ba như Ấn Độ với giá cao hơn. Theo ông Szijjarto, quan điểm của Budapest có thể mâu thuẫn với hầu hết EU nhưng lại phù hợp với thế giới Nhà ngoại giao Hungary phản đối những tuyên bố điên rồ của các chính trị gia hàng đầu EU về việc gửi lực lượng NATO tới Ukraine, khi cho rằng những cuộc thảo luận như vậy ngày càng nguy hiểm và làm tăng nguy cơ xảy ra xung đột trực tiếp giữa NATO và Nga. Ông Szijjarto tuyên bố quân đội Hungary sẽ không tham gia vào việc này, không một đồng euro nào của những người nộp thuế Hungary được phân bổ cho việc đó. Được biết, thái độ của Hungary đối với hai vấn đề liên quan tới Ukraine, bao gồm viện trợ và tư cách thành viên EU, xuất phát từ mâu thuẫn giữa Hungary và EU là thành viên EU, nhưng mối quan hệ giữa Hungary và EU đã suy yếu hơn 10 năm qua. Đa số cho rằng mối quan hệ này tệ đi từ lúc thủ tướng Orbán nắm quyền năm 2010. Trên truyền thông, ông Orbán thường bị mô tả bằng những từ như dân túy, cực hữu hoặc độc tài, vốn không được ủng hộ rộng rãi trong chính trị dòng chính tại châu Âu. Vị lãnh đạo Hungary cũng không ít lần khẩu chiến với các nước trong khối vì khác biệt trong cách tiếp cận ở nhiều vấn đề. Không lâu sau khi ông Orbán tái đắc cử với tỷ lệ áp đảo năm 2022, EU mở cuộc điều tra vào đợt bầu cử nước này. Đây là cột mốc dẫn tới những thủ tục tước bỏ nguồn tài trợ cho Hungary với lo ngại về tiêu chuẩn dân chủ. Vài tháng trước đợt bầu cử ấy, Hungary ra một luật gây tranh cãi về việc cấm cổ vũ, quảng bá đồng tính hoặc chuyển giới cho trẻ vị thành niên. Luật này đã khiến các nhà hoạt động nổi giận và các chính trị gia châu Âu xem đây như một màn tấn công nhằm vào sự công nhận và quyền lợi của cộng đồng LGBTQ+. LGBTQ+, đại diện cho rất nhiều vấn đề diễn tả sự khác biệt giữa Hungary và phần còn lại ở châu Âu, xung quanh nhân quyền và pháp quyền. Từ truyền thông cho tới các bài báo khoa học, Hungary bị gọi bằng cái tên nền dân chủ zombie. Tức sự dân chủ chỉ tồn tại một cách hình thức. Tháng 9 năm 2022, nghị viện châu Âu tuyên bố Hungary không còn là nền dân chủ đầy đủ và rằng EU cần phải hành động. Tháng 4 năm 2023, 15 trên 27 thành viên EU đã có hành động pháp lý chống lại Hungary vì những lo ngại quanh các điều luật mà họ cho là chống LGBT quy cộng. Theo hãng tin Reuters ngày 21 tháng 5, chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden và Ủy ban Toàn quốc Đảng Dân Chủ báo cáo đã huy động được hơn 51 triệu đô la Mỹ trong tháng 4, thấp hơn so với mức huy động 76 triệu đô la Mỹ của ông Donald Trump của Đảng Cộng Hòa. Hiện tại, chiến dịch tranh cử của ông Biden có trong tay 192 triệu đô la Mỹ, vượt xa tất cả ứng viên trong lịch sử của đảng này ở cùng giai đoạn. Trang tin Axios nhận định, số liệu mới nhất cho thấy ông Biden vẫn có lợi thế về tiền mặt, nhưng ông Trump có thể đang thu hẹp khoảng cách trong các nỗ lực gây quỹ. Ngân sách huy động được trong tháng 4 của ông Trump được thúc đẩy nhờ số tiền kỷ lục 50,5 triệu đô la Mỹ mà ông đã huy động được chỉ trong một sự kiện hồi đầu tháng tại Palm Beach, bang Florida. Chiến dịch tranh cử của ông Trump nhấn mạnh đợt gây quỹ tháng 4 là đặc biệt đáng chú ý. Vì cựu tổng thống Mỹ đã dành gần 9 tiếng mỗi ngày trong phòng xử án. Các vụ án hình sự và dân sự đã ngốn của ông Trump một khoản phí luật sư khổng lồ. Ủy ban hành động chính trị Save America của ông Trump cho biết đã chi hơn 3,3 triệu đô la Mỹ cho các vấn đề pháp lý trong tháng 4. Ông Trump hiện đang đối mặt với phiên tòa hình sự cáo buộc làm giả sổ sách kinh doanh để che đậy khoản chi 130.000 đô la Mỹ để bịt miệng nữ siêu sao khiêu dâm Stormy Daniels ở diễn biến khác. Trước đó ông Donald Trump và tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhất trí tham gia buổi tranh luận trên đài CNN vào ngày 27 tháng 6. Đề xuất buổi tranh luận được ông Biden đưa ra trước đối thủ gần đây và ngay lập tức cựu tổng thống chấp nhận lời mời. Cả hai sau đó cho biết đã nhận lời mời từ đài CNN để phát sóng chương trình này. Tuy nhiên trong khi ông Biden cho biết sẽ tham gia hai cuộc tranh luận vào tháng 6 và tháng 9, ông Trump mong muốn sẽ có thêm nhiều sự kiện tương tự. Theo thông báo của CNN, cuộc tranh luận sẽ được tổ chức tại trường quay của tòa soạn này ở thành phố Atlanta, bang Georgia và không có khán giả xem trực tiếp. Đây là điều bất thường khi các cuộc tranh luận tổng thống kể từ năm 1976 đều có khán giả. Phía ông Biden đã chủ động liên hệ trực tiếp với phe tranh cử của ông Trump về cuộc tranh luận, cho thấy đường kim tổng thống sẵn sàng chấp nhận rủi ro để tăng tỷ lệ ủng hộ của công chúng. Điều này được cho là cần thiết trong bối cảnh thành viên Đảng Dân Chủ đang xếp sau người tiền nhiệm ở các bang chiến trường quan trọng, một phần từ yếu tố lo ngại về tuổi tác cũng như cách ông quản lý nền kinh tế. Theo Al Jazeera, Tòa án quân sự Novosibirsk, vùng Siberia, nước Nga đã tuyên án Ilya Baburin 25 năm tù vì hàng loạt tội danh bao gồm khủng bố và phản quốc. Các công tố viên cho biết Baburin bị bắt giữ vào tháng 9 năm 2022 vì lên kế hoạch phóng hỏa một văn phòng tuyển quân ở Novosibirsk theo chỉ dẫn của Ukraine. Một công tố viên cho biết Baburin đã có liên lạc và tìm cách trợ giúp tiểu đoàn Azov của Ukraine. Baburin sau đó đã thuê một người ném bom xăng vào văn phòng tuyển quân, nhưng người này đã báo cáo sự việc với cơ quan an ninh Nga FSB. Ngoài âm mưu phá hoại văn phòng tuyển quân, tòa án cũng tuyên bố Baburin phạm tội phóng hỏa một nhạc viện địa phương, hành vi được liệt vào tội danh khủng bố. Hình ảnh do truyền thông Nga đăng tải cho thấy Baburin mặc đồ thể thao và mỉm cười bên trong phòng kính dành cho bị cáo. Người này nói, tôi không đốt thứ gì cả, đồng thời cáo buộc FSB đang tìm cách ghi điểm trong cuộc xung đột Nga-Ukraine và điều tra những tội danh không có căn cứ. Vasily Dovkov, luật sư của Baburin, lập luận rằng không có ai bị tổn hại và thân chủ của mình trông không giống điệp viên có thể làm lộ bí mật quốc gia. Các nhóm nhân quyền cũng nhấn mạnh chưa có hành động phá hoại nào được thực hiện. Kể từ khi Nga bắt đầu kế hoạch quân sự vào tháng 2 năm 2022, đã có rất nhiều sự cố xảy ra tại các văn phòng tuyển quân trên khắp cả nước. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh cho biết, kể từ tháng 7 năm 2023, đã xảy ra 113 vụ đốt phá nhằm vào các văn phòng tuyển quân của Nga, tăng gấp đôi trong vòng 6 tháng qua. Phần lớn những người bị bắt trong các vụ việc trên đều nhận hướng dẫn trực tuyến từ những đối tượng chưa xác định danh tính và giới chức địa phương cũng không thể kết luận chúng có liên quan tới Ukraine hay không. Cùng thời điểm, Tòa án quân sự tại Saint Petersburg cũng đã tuyên phạt một thiếu sinh quân 8 năm tù giam vì tìm cách phóng hỏa hạ tầng đường sắt tại đây vào năm ngoái. Theo bản án, bị cáo Timur Kursanov đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại một học viện quân đội khi nhận lệnh từ một người không rõ danh tính trên mạng. Người này đã dùng tiền để lôi kéo Kursanov thực hiện các hành động đốt phá nhằm phá hủy hạ tầng giao thông. Kursanov bị bắt hồi tháng 5 năm 2023. Quân đội Nga đã thu giữ được chiếc M1150 gần Adipka. Một sĩ quan với biệt danh Vosk đã nói với hãng Ivestia chuyện này đã xảy ra như thế nào. Đầu tiên, các chiến sĩ của cánh quân trung tâm dùng máy bay không người lái để đánh chính xác vào hệ thống cảm biến quang học. Chiếc M1150 bị chọc mù, nó đổi hướng di chuyển và lao thẳng vào bãi mìn, khiến phần sườn sau bên trái bị thổi bay. Hình ảnh về loại xe bọc thép tương đối hiếm này đã lan truyền khắp mạng xã hội. Theo các chuyên gia, một số cảnh quay có tính chất chưa từng có. Ví dụ, trang The Warzone dẫn lời một chuyên gia giấu tên lưu ý rằng đây gần như là lần đầu tiên giáp composite trang bị tháp pháo của xe chiến đấu này được trưng bày trên mặt cắt ngang. Tuy nhiên, chuyên gia nhận xét rằng người Nga khó có thể học được điều gì mới từ chiếc xe này. Báo Mỹ viết, Nga đang sử dụng các phương pháp và công nghệ tương tự. Đây không phải là những công nghệ mới nhất và chúng không bảo vệ được trước các loại vũ khí tấn công hiện đại của Nga. Nhìn chung, chiến lợi phẩm bọc thép này sẽ không tiết lộ bất kỳ bí mật nhạy cảm nào cho đối thủ tiềm tàng. Tuy nhiên, các chuyên gia Nga sẽ nghiên cứu kỹ càng nền tảng xe tăng, bao gồm cả việc xác định phần dễ bị tổn thương nhất của phương tiện này. Hồi đầu tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga đã khai mạc triển lãm tại Bảo tàng Chiến thắng trên đồi Poklonaya ở thủ đô Moscow, trưng bày các chiến lợi phẩm thu được tại chiến trường Ukraine. Sự kiện thu hút hàng nghìn người Nga đến tham quan trong ngày đầu tiên và dự kiến kéo dài đến hết tháng. Điểm nhấn của triển lãm là các xe tăng, thiết giáp hiện đại, mỗi chiếc trị giá hàng triệu đô la Mỹ, được phương Tây viện trợ cho Ukraine và bị lực lượng Nga bắn hạ những tháng qua. Ngoài ra, triển lãm còn trưng bày các loại vũ khí chống tăng và vũ khí có kích thước nhỏ hơn của quân đội các nước khác gửi đến Ukraine, bao gồm máy bay không người lái drone, tài liệu chiến đấu, bản đồ. Tổng cộng, 30 thiết giáp từ 12 quốc gia được trưng bày, bao gồm các loại vũ khí do Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Cộng hòa Séc, Thụy Điển, Áo, và Australia sản xuất hoặc cung cấp. Mặt khác, nỗ lực của quân đội Mỹ nhằm phát triển vũ khí V-3 và các loại thiết bị bay không người lái để đối phó với UAV của Nga cho đến nay vẫn chưa mang lại kết quả. Điều này chứng tỏ điểm yếu của Tổ hợp Công nghiệp Quân sự của Mỹ. Mỹ có khả năng sản xuất vũ khí chất lượng cao, nhưng khẳng định chúng đắt đến mức vô vọng so với thiết bị của Nga có thể được sản xuất với chi phí thấp hơn nhiều. Điều này cho phép Moscow chiếm ưu thế trong các cuộc chiến đòi hỏi sự bền bỉ. Trong khi đó, phân tích được công bố đầu năm nay cũng tiết lộ rằng Nga đang sản xuất số lượng đạn dược nhiều gấp 3 lần so với Mỹ và tất cả các đồng minh châu Âu của Ukraine cộng lại, trong bối cảnh ngành công nghiệp quân sự của Moscow đã bước vào giai đoạn phát triển. Nhà phân tích cấp cao của tập đoàn RAN, Brooke Bennett, tại diễn đàn an ninh ở Seoul, đã đưa ra báo cáo về việc có 8 đến 12 của bom B61 ở chế độ sát thủ, được thiết kế để phá hủy các sở chỉ huy và trung tâm kiểm soát ngầm có thể được triển khai để gian đe Triều Tiên. Báo cáo cho biết, những quả bom này sẽ phục vụ cho cả mục đích biểu tượng lẫn chiến dịch, như một phần của kế hoạch triển khai khoảng 180 vũ khí hạt nhân của Mỹ tới Hàn Quốc trong vài năm tới. Theo ông Bennett, Hàn Quốc có thể sẽ chi trả để hiện đại hóa khoảng 100 vũ khí hạt nhân chiến thuật cũ mà Mỹ đã lên kế hoạch loại bỏ. Sau đó, những vũ khí này có thể được lưu trữ ở Mỹ và vận chuyển đến Hàn Quốc trong trường hợp Triều Tiên tấn công. Mỹ đã triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật lần gần nhất ở Hàn Quốc là vào những năm 1990 và hiện ngày càng có nhiều tiếng nói kêu gọi việc đưa chúng trở lại. Tuy nhiên, ông Bennett cho biết việc cải tạo các cơ sở lưu trữ vũ khí hạt nhân trước đây ở Hàn Quốc sẽ tốn kém. Ông Bennett cho rằng Trung Quốc cũng có thể sẽ phản đối động thái này, đồng thời viện dẫn những phản đối trước đó của Bắc Kinh đối với kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa phòng không THAAD của Mỹ tại Seoul. Một cuộc thăm dò được thực hiện ở Hàn Quốc vào đầu năm 2024 cho thấy, 9 trong số 10 người được hỏi về vấn đề không thể phi hạt nhân hóa Triều Tiên, với 73% cho rằng Hàn Quốc nên phát triển vũ khí hạt nhân của riêng mình. Cuộc thăm dò do Viện Nghiên cứu cao cấp Chay, ủy quyền cho Gallup Korea, thực hiện từ ngày 15 tháng 12 đến ngày 10 tháng 1. Tuy vậy, việc Hàn Quốc tự phát triển vũ khí hạt nhân của riêng mình sẽ là một khoản chi phí khổng lồ. Ông Bennett cho biết Seoul sẽ tiết kiệm hơn nếu thực hiện tài trợ cho việc hiện đại hóa 100 vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ với chi phí ước tính là 3.000 tỷ won, khoảng 2,2 tỷ đô la Mỹ, thay vì chi 1.000 tỷ won cho một vũ khí tự phát triển. Không giống như Triều Tiên, Hàn Quốc thiếu hụt các mỏ uranium và có thể sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt quốc tế nếu nước này bắt đầu phát triển vũ khí hạt nhân của riêng mình. Trong khi đó, dư luận Mỹ đã liên tục quay lưng lại với việc bảo vệ Hàn Quốc chỉ có 50% số người được hỏi trong một cuộc thăm dò ý kiến được thực hiện vào tháng 9 năm 2024 bởi Hội đồng Chicago về các vấn đề toàn cầu ủng hộ việc triển khai quân đội Mỹ để bảo vệ Hàn Quốc trong trường hợp xảy ra xung đột. Con số này giảm từ 63% vào năm 2021 và 55% vào năm ngoái. Cựu phó trợ lý quốc phòng Mỹ phụ trách phát triển chiến lược và lực lượng Eric Kondebio cho rằng: "Tôi nghĩ chúng ta cần có một kế hoạch dựa trên thực tế." Nếu bạn cho rằng Mỹ sẽ hy sinh tất cả để chiến đấu với Triều Tiên, thì đó là một giả định thiếu thận trọng. Theo giáo sư chuyên ngành khoa học chính trị Park Won-gun tại Đại học Ewha Womans, Seoul đang xem xét các lựa chọn khác nhau tùy thuộc vào kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Ông Park cho biết nếu ông Biden vẫn ở lại Nhà Trắng, không chắc rằng đế xuất hiện đại hóa sẽ được thúc đẩy. Tuy vậy, ông Park cũng cho rằng cựu Tổng thống Trump có thể có những ý tưởng khác tùy thuộc vào sự sẵn sàng chi trả của phía Hàn Quốc. Nhà phân tích cấp cao tại Viện Tư vấn Sejong Cheong Cheong Chang cho biết, việc dựa vào thiện chí của Tổng thống Mỹ để đối mặt với các mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên là vô cùng nguy hiểm. Lịch sử Mỹ cho thấy các cam kết quốc phòng của nước này không phải lúc nào cũng được gìn giữ. Tuy nhiên, theo giám đốc Trung tâm nghiên cứu Triều Tiên tại Đại học Seoul, Yang Mojin, việc tái triển khai bất kỳ vũ khí hạt nhân nào vào Hàn Quốc có thể sẽ khiến cả Bắc Kinh và Moscow nổi giận. Liên quan đến diễn biến xung đột tại Trung Đông, thưa quý vị, tên lửa đạn đạo chống hạm là vũ khí nguy hiểm mà chưa có quân đội nào từng phải giáp chiến cho tới khi Houthi ở Yemen sử dụng tấn công mục tiêu trên các tuyến đường thủy quan trọng ở Trung Đông. Tuy nhiên, lực lượng Houthi đã sử dụng tên lửa đạn đạo chống hạm này tấn công các mục tiêu trên Biển Đỏ và Vịnh Aden. Houthi đã sử dụng tên lửa đạn đạo chống hạm mới, nhanh chưa từng có, tấn công các mục tiêu trên Biển Đỏ và Vịnh Aden. Thông tin trên do chỉ huy tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Caney của Mỹ Jeremy Robertson nói với Business Insider. Tên lửa đạn đạo chống hạm là vũ khí nguy hiểm mà chưa có quân đội nào từng phải giáp chiến cho từ khi Houthi ở Yemen sử dụng tấn công mục tiêu trên các tuyến đường thủy quan trọng ở Trung Đông. Từ cuối năm ngoái, Houthi đã bắn hàng chục tên lửa đạn đạo chống hạm vào các mục tiêu trên Biển Đỏ và Vịnh Aden. Mặc dù các tàu chiến Mỹ trong khu vực đã nhiều lần đánh chặn loại tên lửa này, song một số tàu thương mại vẫn trúng đòn, dẫn tới thiệt hại, thậm chí cả thiệt mạng như cuộc tấn công hồi tháng 3. Chỉ huy tàu USS Kani thừa nhận, tên lửa đạn đạo chống hạm mà Houthi sử dụng nhanh chưa từng có, đồng thời khẳng định nó thực sự là một thách thức, nhưng chúng tôi cũng có những khả năng nhất định để phát hiện và đánh chặn chúng. Trước đó, theo trang Warzone, Phiến quân Houthi ở Yemen đang sử dụng kho tên lửa hành trình chống hạng ngày càng đa dạng và bố trí các máy bay không người lái kamikaze dẫn đầu trong hàng chục cuộc tấn công trong và xung quanh Biển Đỏ những tháng gần đây. Nhưng bất chấp tất cả những điều này, chi tiết về kho vũ khí tên lửa chống hạng của Houthi vẫn còn mù mờ và gần đây, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) đã đưa ra thông tin hữu ích về những vũ khí này. IISS lần đầu tiên công bố nghiên cứu về kho tên lửa chống hạng của Houthi vào tuần trước. Trong đó có 6 loại tên lửa đạn đạo chống hạm và 6 tên lửa hành trình chống hạm. Điều đáng chú ý trước tiên là nhóm Houthi tuyên bố rằng phần lớn kho tên lửa cũng như máy bay không người lái của họ đã được phát triển trong nước. Houthi đã công khai ít nhất 6 tên lửa đạn đạo chống hạm khác nhau, tất cả đều đã ra mắt tại các cuộc duyệt binh lớn trong những năm qua. Số này đều được trang bị thiết bị tìm kiếm quang điện hồng ngoại ở mũi. Đây sẽ là phương thức dẫn đường chính của chúng trong giai đoạn cuối của chuyến bay lực lượng Houthi của Yemen rõ ràng đã tích lũy được một kho tên lửa chống hạm rất đa dạng và thực tế, đồng thời cũng cho thấy sự sẵn sàng và năng lực sử dụng chúng. Việc nhóm sử dụng tên lửa đạn đạo chống hạm trong hoạt động trong những tháng gần đây là đặc biệt đáng chú ý. Tuy nhiên, trong ít nhất 26 sự cố riêng biệt trong và xung quanh Biển Đỏ kể từ tháng 10 năm ngoái, các cuộc tấn công của Houthi đã không đánh chỉ một con tàu hoặc dẫn đến hậu quả nào. Tất cả những điều này có thể đặt ra câu hỏi về quy mô và phạm vi thực sự của khả năng chống hạm của Houthi, cũng như nhóm này có thể duy trì nhịp độ hoạt động hiện tại trong bao lâu. Kho dự trữ bất kỳ loại tên lửa chống hạm nào khác nhau của Houthi nhiều đến mức nào sẽ là một yếu tố quyết định nhóm này có thể duy trì các cuộc tấn công trong bao lâu. Vừa qua, Yahya Sare, người phát ngôn của nhóm vũ trang Houthi ở Yemen cho biết lực lượng phòng không Yemen bắn rơi máy bay không người lái UAV MQ-9 Reaper của Mỹ khi nó thực hiện nhiệm vụ thù địch trên không phận tỉnh Baida. Phi cơ bị tiêu diệt bằng tên lửa phòng không nội địa, hình ảnh chiến dịch đánh chặn sẽ được công bố sau. Ông Sare cho biết đây là chiếc MQ-9 thứ hai bị lực lượng hầu thi bắn hạ trong một tuần qua, cũng là chiếc thứ năm bị tiêu diệt trong chiến dịch hỗ trợ giải Gaza do nhóm vũ trang Yemen tiến hành từ cuối năm ngoái. Quan chức Houthi nói, lực lượng vũ trang Yemen tiếp tục phát triển năng lực phòng thủ để đối đầu với sự hung hăng từ Mỹ và Anh. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ quân sự ủng hộ Palestine đến khi chiến dịch bao vây giải Gaza và hành động chống lại người dân Palestine chấm dứt hoàn toàn. Hồi tháng 4, Houthi cũng từng tuyên bố đã bắn hạ một UAV MQ-9 Reaper của quân đội Mỹ và đăng tải những hình ảnh cho thấy xác của máy bay đắt tiền Nhóm vũ trang người Yemen nói đã bắn rơi UAV Mỹ bằng tên lửa đất đối không. Trung tá không quân Mỹ Brian J. Macari, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng, vào cùng ngày thừa nhận rằng một máy bay không người lái MQ-9 của không quân Mỹ đã bị rơi ở Yemen. Hầu thi cho biết vụ việc xảy ra khi UAV Mỹ bay trên bầu trời tỉnh Sada. Được biết, Mỹ đã ký hợp đồng với General Atomics để chế tạo hơn 360 chiếc Reaper kể từ khi chúng được đưa vào sản xuất năm 2007. Hiện nay, một chiếc UAV Reaper có giá khoảng 30 triệu đô la Mỹ, tức là đắt hơn cả một trực thăng tấn công AH-64E Apache và thậm chí đắt hơn một số loại máy bay chiến đấu F-16 Falcon biến thể cũ. Những chiếc UAV này từng làm nhiệm vụ ở Iraq, Afghanistan, Syria và các quốc gia khác. Trong đó, MQ-9 là một phần quan trọng trong các chiến dịch quân sự của Mỹ ở Iraq và Afghanistan kể từ khi Houthi giành quyền kiểm soát miền Bắc Yemen và thủ đô Sana vào năm 2014. Trong cuộc nội chiến, quân đội Mỹ đã mất ít nhất 5 máy bay không người lái. Ngoài ra, theo cơ quan hàng hải Mỹ, lực lượng Houthi cũng đã tiến hành hơn 50 cuộc tấn công vào các tàu, bắt giữ một tàu và đánh chìm một tàu khác kể từ tháng 11 năm ngoái. Theo hãng thông tấn CNN, dẫn ba nguồn tin cho biết, nội dung dự thảo thỏa thuận ngừng bắn mà Hamas tuyên bố chấp thuận không giống những điều khoản trong tài liệu mà Mỹ và Qatar đã trao cho nhóm vũ trang xem xét. Nguồn tin cho hay, một quan chức tình báo Ai Cập đã tự ý chỉnh sửa vài điều khoản trong dự thảo, dẫn tới làn sóng giận dữ và buộc tội lẫn nhau giữa các quan chức Mỹ, Israel và Qatar, đồng thời khiến nỗ lực đàm phán rơi vào bế tắc. Tất cả chúng tôi đều bị lừa, một nguồn tin nói. Các nguồn tin cho biết, Ahmed Abdel Khalek, quan chức tình báo cấp cao của Ai Cập, là người đã thay đổi nội dung đề xuất. Abdel Khalek là cấp phó của giám đốc tình báo Ai Cập Abbas Kamen, người dẫn đầu nỗ lực trung gian đàm phán của Cairo. Theo một nguồn thạo tin, Abdel Khalek đã cung cấp thông tin không nhất quán cho Israel và Hamas. Người này cũng đưa nhiều yêu cầu của Hamas vào đề xuất đã được phía Israel ngầm chấp nhận nhằm đảm bảo thỏa thuận sẽ được nhóm vũ trang thông qua. Song thông tin không được chia sẻ với các bên trung gian và đặc biệt là Tel Aviv. Theo một nguồn tin, Ai Cập quyết định hành động sau khi đại diện nước này trở về từ Israel và trao đổi với Hamas. Trong đó, nhóm vũ trang tỏ ý định không chấp nhận những gì phía Tel Aviv đã đồng ý. Giám đốc cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA, William Burns, người dẫn đầu nỗ lực trung gian đàm phán của Mỹ, đã hết sức phẫn nộ và xấu hổ khi biết tin Ai cập bí mật thay đổi nội dung đề xuất ngừng bắn. Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani đã thông báo với tình báo Israel rằng Ai cập hành động một mình khi thay đổi nội dung dự thảo thỏa thuận. Hai nguồn tin cho biết, một nguồn tin nói, Doha dự kiến đóng vai trò lớn hơn trong vòng đàm phán tiếp theo về hòa bình cho giải Gaza. Dù vậy. Ai Cập được kỳ vọng vẫn sẽ chiếm vị trí trung tâm trong các cuộc đối thoại. Do nước này có quan hệ gần gũi với Hamas và Israel ưu tiên Cairo hơn Doha trong vai trò trung gian đàm phán. Nguyên nhân sâu xa nếu như Ai Cập tự ý sửa thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas được cho là vì lợi ích kinh tế mà Ai Cập đang được hưởng từ cuộc chiến này. Theo đó, Cairo vay mượn rất nhiều trong những năm gần đây, có nghĩa là nợ nước ngoài của Ai Cập ngày nay cao gấp nhiều lần GDP. Do đó, nếu Ai Cập đóng vai trò trung tâm trong việc giải quyết các vấn đề ở Gaza, các chính phủ vùng vịnh cũng như các chính phủ phương tây gần như chắc chắn sẽ cần đảm bảo rằng ai cập nhận được lợi ích tài chính từ việc làm như vậy để đảm bảo sự hợp tác của ai cập chẳng hạn mỹ có thể hỗ trợ ai cập về mặt tài chính chủ yếu thông qua ảnh hưởng của nước này đối với các tổ chức tài chính quốc tế mà ai cập nợ hàng chục tỷ đô la mỹ mỹ cũng có thể hỗ trợ ai cập trong nỗ lực thiết lập an ninh ở các khu vực bất ổn trong nước vừa qua bộ trưởng bộ quốc phòng israel joab galan cho biết nước này dự định mở rộng phạm vi hoạt động quân sự tại thành phố rafah ở phía nam giải gaza theo thông báo từ văn phòng bộ trưởng bộ quốc phòng israel phát biểu trong cuộc gặp với cố vấn an ninh quốc gia mỹ jake sullivan đang thăm israel ông galan nêu rõ nước này quyết mở rộng hoạt động trên bộ ở rafah cho đến khi hoàn tất mục tiêu xóa sổ hamas và giải cứu các con tin rafah là thành phố biên giới của giải gaza tiếp giáp với bán đảo sinai của ai cập Israel đánh giá đây là thành trì cuối cùng của phong trào hồi giáo Hamas sau 7 tháng nước này thực hiện chiến dịch quân sự nhằm làm tan rã lực lượng này. Israel cũng tin rằng hàng chục con tin bị Hamas bắt giữ trong cuộc tấn công xuyên biên giới đang bị giam giữ ở Rafah. Bất chấp sự can ngăn của đồng minh chủ chốt là Mỹ, Israel đã yêu cầu người dân Palestine sơ tán khỏi các khu vực của thành phố Rafah và bắt đầu đưa quân đội và xe tăng vào thành phố này dù phía Israel luôn cam kết đảm bảo áp dụng các biện pháp bảo vệ nhân đạo, nhưng nhiều nước phương Tây và Ai Cập đều lo ngại về số phận của hàng trăm nghìn người Palestine vốn đã phải sơ tán từ phía bắc giải Gaza tới thành phố khi cuộc chiến nổ ra. Cơ quan Liên Hợp Quốc về Cứu trợ Người Tị nạn Palestine UNRWA ước tính 810.000 người đã phải sơ tán từ thành phố Rafah kể từ ngày 6 tháng 5, tương đương hơn 50% dân số thời chiến của thành phố này. Trong diễn biến liên quan, Truyền thông Israel đưa tin, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã bác bỏ các đề xuất từ các quan chức nước này về việc nối lại các cuộc đàm phán gián tiếp với phong trào Hamas về thỏa thuận giải phóng các con tin. Các kênh truyền hình can Channels 12 và 13 đưa tin ông Netanyahu đã loại bỏ các đề xuất và phê bình nhóm đàm phán làm việc không hiệu quả. Dẫn đầu nhóm đàm phán gồm lãnh đạo cơ quan tình báo Mossad David Banea, lãnh đạo cơ quan an ninh đối nội Sinbad, Ronan Bar và tướng quân đội Nizan Allen. Kênh Can dẫn lời ông Netanyahu cho biết Israel đã cố gắng và thực hiện những bước đi quan trọng nhưng Hamas từ chối mọi thứ. Kênh 13 dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên đánh giá hiện các cuộc đàm phán đang ở điểm thấp nhất kể từ khi tiến trình này bắt đầu. Vòng đàm phán về con tin gần nhất đã kết thúc vào đầu tháng 5 và vẫn chưa được nối lại do các bên không thể thu hẹp khoảng cách về các vấn đề cơ bản. Trong đó Hamas tìm kiếm một thỏa thuận về con tin nhằm chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến bùng phát sau cuộc tấn công bất ngờ của phong trào này vào Israel hồi tháng 10 năm 2023, trong khi Israel chỉ sẵn sàng đồng ý ngừng bắn tạm thời và bám sát mục tiêu làm tàn giã Hamas. Ngày 20 tháng 5, Ngoại trưởng Qatar Mohammed Al-Khulafi cho rằng sẽ không có ý chí chính trị để đạt được thỏa thuận ngừng bắn trên giải Gaza khi các chiến dịch quân sự vẫn diễn ra tại thực địa. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hiện đối mặt với những lời chỉ trích ở cả trong và ngoài nước về cách giải quyết xung đột Hamas-Israel. Trong nước, hai thành viên nội các chiến tranh Israel lần lượt bày tỏ bất đồng về kịch bản kết thúc xung đột của Thủ tướng Netanyahu. Bộ trưởng nội các thời chiến Benny Gantz đe dọa từ chức nếu ông Netanyahu không phê duyệt kế hoạch hậu chiến ở Gaza trước ngày 8 tháng 6. Phản ứng lại, ông Netanyahu chỉ trích ông Gantz chọn việc đưa ra tối hậu thư cho Thủ tướng thay vì cho Hamas nhấn mạnh những yêu cầu trên là những lời lẽ sáo rỗng với ý nghĩa rõ ràng là kết thúc chiến sự với thất bại cho Israel, bỏ rơi phần lớn con tin và để Hamas nắm quyền. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Galan cũng tuyên bố phản đối việc Israel nhận trách nhiệm quân sự hoặc dân sự trong quá trình quản lý giải Gaza sau khi cuộc chiến hiện nay kết thúc. Phát biểu trên truyền hình vừa qua, Bộ trưởng Galan nêu rõ, tôi đã yêu cầu tìm kiếm giải pháp thay thế khác cho Hamas trong công tác quản lý Gaza, nhưng tôi không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Xin được nhắc lại và nói rõ, tôi sẽ không đồng ý thành lập chính quyền quân sự Israel ở Gaza. Israel cũng không được phép thực hiện quyền kiểm soát dân sự đối với giải Gaza. Bên cạnh đó, làn sóng biểu tình lan rộng các thành phố lớn ở Israel như Tel Aviv, Caesarea và Haifa nhằm yêu cầu một thỏa thuận trao đổi con tin với Hamas, bãi nhiệm chính phủ của Thủ tướng Netanyahu và thúc đẩy cuộc bầu cử sớm ở nước này. Về phía cộng đồng quốc tế, trong cuộc hội đàm với thủ tướng Netanyahu hôm 20 tháng 5, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan nhấn mạnh Israel cần kết nối các hoạt động quân sự của mình với một chiến lược chính trị để vừa đảm bảo sự thất bại lâu dài của lực lượng Hamas, vừa thả tất cả con tin và một kịch bản tốt đẹp hơn cho Gaza. Ông Sullivan cũng gây áp lực lên Israel về việc mở nhiều tuyến đường viện trợ hơn vào Gaza, bao gồm tất cả các tuyến đường có sẵn và tuyến hành lang hàng hải nhân đạo đa quốc gia. Hôm 19 tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza trong khi phát biểu tại lễ tốt nghiệp ở trường đại học Morehouse, Mỹ. Liên hợp quốc nhấn mạnh nguồn cung cấp qua bến tàu nổi do quân đội Mỹ xây dựng không đủ để giải quyết tình trạng thiếu lương thực thảm khốc ở Gaza. Ông Martin Griffiths, phó tổng thư ký Liên hợp quốc, cảnh báo tình trạng này như ngày tận thế. Theo các cơ quan y tế Gaza, cuộc chiến của Israel ở Gaza đã khiến hơn 35.000 người Palestine thiệt mạng, gây ra làn sóng chỉ trích của quốc tế lên chính phủ Israel. Công tố viên trưởng toán hình sự quốc tế ICC, Karim Khan, nói trong cuộc phỏng vấn với CNN gần đây, đề cập về thời điểm bùng phát xung đột Israel-Hamas, cả thế giới bị sốc vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 khi mọi người bị lôi khỏi phòng ngủ, khỏi nhà và khỏi các ngôi làng ở Israel. Ông Khan cho biết văn phòng công tố viên ICC đang xin lệnh bắt Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Galan, Thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwa, chỉ huy lữ đoàn Al-Qassam của Hamas Mohammed Deif và lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh. Ba lãnh đạo Hamas bị cáo buộc, tiêu diệt, giết người, bắt giữ con tin, hãm hiếp và tấn công tình dục tại nơi giam giữ. Trong khi đó, ông Netanyahu và ông Galan bị cáo buộc gây ra sự tiêu diệt, gây ra nạn đói như một phương thức chiến tranh, bao gồm việc từ chối cung cấp cứu trợ nhân đạo, cố tình nhắm vào dân thường trong xung đột. Một hội đồng thẩm phán ICC sẽ xem xét đơn xin lệnh bắt giữ của công tố viên Khan. Trước đó, khi thông tin ICC xem xét lệnh bắt giữ lãnh đạo Israel xuất hiện vào tháng 4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, bất kỳ lệnh bắt giữ nào của ICC đối với các quan chức quân sự và chính phủ nước này sẽ là sự xúc phạm có quy mô lịch sử. Ông nhấn mạnh, Israel có một hệ thống pháp luật độc lập để điều tra mọi hành vi vi phạm pháp luật. Phản hồi trước bình luận của ông Netanyahu, công tố viên Karim Khan nhấn mạnh, không ai đứng trên pháp luật. Ông cũng khuyến cáo Tel Aviv không nên thách thức các thẩm phán, ngay cả khi phản đối thẩm quyền của ICC. Israel và Mỹ không phải là thành viên của ICC. Tuy nhiên, ICC tuyên bố có quyền hạn đối với Gaza, Đông Jerusalem và Bờ Tây sau khi các nhà lãnh đạo Palestine chính thức đồng ý tuân theo các nguyên tắc thành lập của tòa án vào năm 2015. Lệnh truy nã với các quan chức hàng đầu của Israel đánh dấu lần đầu tiên ICC nhắm tới lãnh đạo một đồng minh thân thiết của Mỹ. Phản ứng với thông tin trên, ông Benny Gantz, thành viên nội các chiến tranh Israel, đã chỉ trích quyết định của trưởng công tố viên ICC trong việc xin lệnh bắt giữ Thủ tướng Netanyahu và Bộ trưởng Galan về hoạt động quân sự của Israel ở Gaza. Bộ Quốc phòng Nga thông báo, cường kích ném bom Su-34 của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã hoàn thành nhiệm vụ tấn công sở chỉ huy của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực quân khu phía Bắc. Theo đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm 20 tháng 5 cho biết, phi bi hành đoàn Su-34 đã sử dụng bom nổ mạnh với mô đun lập kế hoạch và điều chỉnh phổ quát UMPC, giúp thực hiện các cuộc tấn công chính xác mà không cần xâm nhập vào khu vực phòng không của đối phương. Điều này làm tăng đáng kể độ chính xác và hiệu quả của việc ném bom giảm thiểu rủi ro cho phi công Nga. Bộ này lưu ý rằng các cuộc tấn công như vậy là một phần trong chiến lược vô hiệu hóa các mục tiêu của Ukraine trong cuộc xung đột đang diễn ra. Đây không phải là lần đầu tiên Nga sử dụng máy bay Su-34 tấn công sở chỉ huy Ukraine. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, phi đội máy bay chiến đấu Su-34 của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã hoàn thành nhiệm vụ oanh tạc các đơn vị Ukraine trong vùng hoạt động quân sự. Tiền đồn và quân đội của đối phương gần khu vực Nam Donetsk chìm trong biển bom. Theo nội dung video, lực lượng Nga sử dụng bom bay FAB-500 được trang bị mô đun hiệu chỉnh và phổ quát UMPC, một bộ công cụ cho phép biến một quả bom thông thường thành một loại đạn được dẫn đường chính xác. Trước đó, truyền thông phương Tây từng bày tỏ quan ngại về việc lực lượng không quân Nga liên tục bắn phá nhiều vị trí của Ukraine. Ước tính Moscow đã thả khoảng 100 quả bom mỗi ngày vào mục tiêu. Tờ Washington Post thông tin, cùng với máy bay không người lái, tên lửa và pháo binh, Nga đã bổ sung thêm bom lượn hỏa lực mới cho chiến dịch. FAB500 hiện là loại bom có sức công phá lớn nhất trong biên chế quân đội Nga. Bom có trọng lượng 500 kg, thường được sử dụng để tấn công cơ sở hạ tầng quân sự cũng như phá hủy các phương tiện bọc thép của đối phương. UMPC là mô-đun lập kế hoạch và hiệu chỉnh phổ quát, được tạo ra để chuyển đổi bom thường thành bom dẫn đường thông minh, đồng thời tăng tầm bay của nó thêm hàng chục km. Việc tích hợp mô-đun UMPC cho phép bom FAB500 có thể mở rộng phạm vi, tấn công mục tiêu một cách hiệu quả và chính xác hơn. Được biết, máy bay Su-34 của Nga mà NATO gọi là Fullback là phiên bản máy bay 2 chỗ ngồi của tiêm kích Su-27 Fulcrum. Chúng được sử dụng làm bệ phóng bom dẫn đường trên không và tên lửa KH-59 mà Nga sử dụng để tấn công Kherson và nhiều khu vực khác ở Ukraine. Giá của một chiếc Su-34 ít nhất là 50 triệu đô la Mỹ. Theo cựu bộ trưởng cơ sở hạ tầng Ukraine, ông Alexei Kucherenko, nước này đã mất khoảng 90% công suất phát điện do các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga. Quan chức này cũng cảnh báo tình hình sẽ ngày càng khó khăn hơn do cơ sở hạ tầng bị hư hại không thể phục hồi nhanh chóng. Ông cảnh báo về tình trạng mất điện trên diện rộng trong suốt mùa hè và có thể kéo dài đến mùa đông. Moscow đã bắt đầu nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine vào mùa thu năm 2022, kể từ sau vụ tấn công vào cầu Crimea tháng 10 cùng năm. Trong những tháng gần đây, Nga đã tăng cường tấn công vào các cơ sở năng lượng và quân sự của Ukraine Kể từ tháng 1 năm 2024, Ukraine cũng đã thực hiện nhiều cuộc tấn công bằng máy bay tự sát và các cơ sở năng lượng nằm sâu trong lãnh thổ Nga, bao gồm các kho dầu và nhà máy lọc dầu. Vào tháng 4, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các cuộc tấn công của quân đội nước này vào cơ sở năng lượng Ukraine sẽ làm gián đoạn ngành công nghiệp quốc phòng của Kiev, khiến nước này không thể triển khai hoạt động quân sự trong thời gian dài. Tuy nhiên, phía Moscow thời điểm đó nhấn mạnh các cuộc tấn công chỉ nhằm mục tiêu vào các cơ sở có liên quan đến quân sự của Kiev. Đầu tháng này, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German cho biết các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng công nghiệp khiến Kiev chịu tổn thất lên tới hơn 1 tỷ đô la Mỹ, đồng thời cảnh báo con số này có thể sẽ tăng lên. Ông cũng lưu ý các cuộc tấn công chủ yếu nhắm vào các cơ sở sản xuất nhiệt và thủy điện, cũng như hệ thống truyền tải điện. Nga đã dùng UAV và tên lửa tập kích cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine gần như hàng ngày kể từ ngày 22 tháng 3, khiến nhiều khu vực ở quốc gia Đông Âu chịu cảnh mất điện. Các đợt tập kích đã khiến một nửa hệ thống năng lượng của Ukraine bị phá hoại. Lên án các cuộc tập kích của Nga, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko nói, đối phương không từ bỏ kế hoạch tước đi ánh sáng của người Ukraine. Giới chức Ukraine cũng đã phải hạn chế nguồn cung điện trên toàn quốc và cảnh báo sẽ cắt điện khi Nga liên tục tập kích cơ sở hạ tầng năng lượng. Thủ tướng Ukraine Denis Mihan cho biết, đang thành lập lực lượng chuyên trách mới của chính phủ để khắc phục hậu quả. Ông nói sẽ tập trung vào việc chuẩn bị nguồn điện cho các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh vượt qua mùa thu, mùa đông sắp tới. Tờ New York Times và tạp chí Wall Street Journal trích dẫn lời các quan chức ở cả Mỹ và Ukraine tiết lộ, Kiev cho rằng thông tin tình báo từ Mỹ và các đồng minh khác về các mục tiêu quân sự trên đất Nga sẽ cho phép quân đội của họ vạch ra các lộ trình tiếp cận tốt hơn cho máy bay không người lái uav và tên lửa theo kiev mặc dù giới chức ukraine đã có quyền truy cập vào dữ liệu hình ảnh vệ tinh thương mại nhưng tình báo mỹ sẽ cung cấp thông tin chi tiết và kịp thời hơn khai thác bản đồ địa hình chi tiết sẽ giúp các vũ khí của họ bay thấp và tránh bị radar phát hiện tăng hiệu quả của chúng hai tờ báo trên và trang politico cho biết thêm các thành viên trong quốc hội ukraine cũng tiếp cận các nhà lập pháp ở Washington để yêu cầu bật đèn xanh cho quân Kiev sử dụng vũ khí Mỹ chuyển giao tấn công vào lãnh thổ Nga. Phái đoàn của Ukraine nói với Quốc hội Mỹ rằng những hạn chế của Washington đang còng tay nỗ lực chiến đấu của quân Kiev, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc tấn công của các lực lượng Nga vào vùng Kharkov, đông bắc nước này. Tờ New York Times cũng lưu ý, mặc dù trước đây Mỹ đã từ chối những yêu cầu như trên, nhưng các quan chức ở Washington đang xem xét các đề nghị mới nhất của Kiev. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden chưa lên tiếng bình luận về các thông tin trên. Tuy nhiên, tại cuộc họp báo công bố gói viện trợ bổ sung trị giá 2 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nhấn mạnh, chúng tôi không khuyến khích cũng như không cho phép các cuộc tấn công vào bên trong lãnh thổ Nga bằng hệ thống vũ khí do Mỹ cung cấp. Đó là chính sách không thay đổi. Ông Kirby cũng lưu ý, Washington đang theo dõi chặt chẽ các vụ tập kích của Nga ở đông bắc Ukraine và nỗ lực suốt ngày đêm để đưa vũ khí và trang thiết bị đến tay binh sĩ Kiev nhằm đẩy lùi những cuộc tấn công đó. Người phát ngôn lặp lại rằng kinh phí và các khí tài viện trợ chỉ nên được sử dụng để tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine thay vì tấn công các mục tiêu trên đất Nga. Ukraine từ lâu đã lập luận rằng khả năng tấn công các mục tiêu quân sự hợp pháp trong lãnh thổ Nga là rất quan trọng để bảo vệ Ukraine. Do vướng lệnh cấm của Mỹ, Ukraine đã sử dụng chính vũ khí của nước này để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga bao gồm máy bay không người lái giá rẻ tập kích các mục tiêu của Nga như nhà máy lọc dầu. Chiến dịch tấn công các nhà máy lọc dầu bằng máy bay không người lái đã tăng tốc và mở rộng trong những tháng gần đây. Tuy vậy, các quan chức Ukraine cho biết không có loại vũ khí nào có thể thay thế cho các trang thiết bị do Mỹ sản xuất như hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS hoặc pháo tầm xa có giá trị như hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATAC Maxim Skripchenko, giám đốc trung tâm đối thoại xuyên đại Tây Dương của Ukraine, cho biết Nga đã chuyển các trung tâm chỉ huy vào sâu trong biên giới và nằm ngoài tầm bắn của HIMARS. Các đơn vị tấn công của nhóm tác chiến phía Bắc quân đội Nga cho biết họ tiếp tục tiến hành cuộc tấn công ở khu vực Kharkov một cách thuận lợi khi di chuyển theo hai hướng và tạo ra thế trận gọng kìm bao vây. Nhiều trận giao tranh ác liệt đang diễn ra ở Volchansk và gần Lipsy, nơi binh sĩ Nga đang thu gom được một số thành công đáng kể. Điều này đã được kênh Telegram Gió Bắc đề cập tới. Theo số liệu ghi nhận vào sáng 20 tháng 5, trên hướng Volchansk, quân Nga tiến sâu từ 150 đến 600 m bất chấp vấp phải sức kháng cự quyết liệt từ phía Ukraine với những trận chiến đường phố dữ dội. Để đối phó, Bộ Chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraine AFU buộc phải huy động các binh sĩ từ lực lượng đặc biệt trực thuộc Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng GURMO. Lý do dẫn tới chiến thuật này rất rõ ràng, quân đội Ukraina cần những tay súng được huấn luyện kỹ lưỡng với năng lực cao hơn lính nghĩa vụ thông thường để tham gia những trận đấu súng trên phố. Khi hỏa lực pháo binh và hiệu quả từ hàng không bị giảm đi rất nhiều. Gần đây nhất, trong một cuộc phỏng vấn, tổng thống Ukraina Zelensky cho biết các lực lượng Nga đã tiến từ 5 đến 10 km dọc theo biên giới phía đông bắc nhưng đã bị chặn lại bởi quân đội Ukraina. Kiev tuyên bố đã đoán trước được chiều hướng tấn công của đối phương và đã điều quân từ thành phố Kupiansk đến khu vực biên giới nhằm tăng cường tuyến phòng thủ ở đó. Những người lính thuộc đơn vị pháo binh của Lữ đoàn 57 chia sẻ với hãng tin Sky News rằng họ đã được lệnh bí mật di chuyển đến khu vực biên giới Kharkov vài ngày trước cuộc tấn công của Nga. Chỉ huy Lữ đoàn 57 cho biết đã xảy ra một cuộc giao tranh ác liệt giữa hai bên. Bộ binh Nga được yểm trợ bởi lực lượng máy bay không người lái UAV và hỏa lực pháo binh trong mỗi bước tiến về trước, khiến một số binh sĩ Ukraine bày tỏ nỗi lo sợ sẽ mất tiền tuyến về tay nga. Trước đó, văn phòng tổng thống Volodymyr Zelensky cũng xác nhận quân đội nước này đã gửi thêm quân tiếp viện tới khu vực đông bắc cốp Văn phòng tổng thống Ukraine cho biết tổng thống đã nghe báo cáo từ tổng tham mưu trưởng Anatoly Bagleyevich. Các lực lượng bổ sung đang được triển khai và có lực lượng dự bị. Động thái này xảy ra khi nga cho biết lực lượng của họ đã chiếm thêm hai ngôi làng ở khu vực Kharkov của Ukraine nơi Moscow đã phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào tuần trước, buộc Kiev phải rút lui. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố, các đơn vị của nhóm quân phía Bắc đã giải phóng các khu định cư Glyboke và Lukyansi ở khu vực Kharkov và cũng tiến sâu vào tuyến phòng thủ của đối phương. Theo Sky News, Nga đã triển khai bom lượn tấn công vào các vị trí của Ukraine từ đầu năm 2023 loại vũ khí chết trong này được cho là có vai trò quan trọng trong việc giúp nga chiếm giữ pháo đài adipka hứng chịu nhiều thiệt hại đau đớn vì bom lượn nga một nguồn tin quân sự cho biết lực lượng ukraine mới đây đã tiến hành các cuộc tấn công phối hợp mạnh dữ dội nhằm vào một căn cứ không quân ở miền nam nước nga căn cứ này được cho là được moscow sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công bằng bom lượn vào ukraine theo nguồn tin giấu tên, cuộc tấn công nhắm vào căn cứ không quân Kostyovskaya ở Krasnodar Krai, nằm ở khu vực Bắc Kavkaz, miền nam nước Nga. Nhưng nguồn tin không nói rõ các cuộc tấn công phối hợp diễn ra dưới hình thức nào. Nguồn tin quân sự Ukraine tuyên bố điều này sẽ tác động nghiêm trọng đến nỗ lực của Nga nhằm tiến vào thị trấn chiến lược Chasovya ở phía đông Ukraine. Tổng tư lệnh Ukraine, ông Oleksandr Shishkin trước đó từng cho biết trong xung đột, đối phương đã tăng cường đáng kể hoạt động của máy bay chiến đấu sử dụng bom dẫn đường để phá hủy các vị trí của chúng tôi. Các loại vũ khí dẫn đường này thường được gọi là bom lượn, gồm những quả bom có tuổi đời hàng chục năm được thả trực tiếp từ máy bay chiến đấu Su-34 và Su-35 xuống mục tiêu. Bằng cách bổ sung cánh lượn giá thành rẻ và hệ thống định vị vệ tinh, những quả bom này có thể được máy bay ném bom của Nga phóng ở sâu bên trong lãnh thổ Nga, phía sau chiến tuyến và ngoài tầm với của hệ thống phòng không Ukraine. Vlad, một binh sĩ 27 tuổi, Tại khu vực phía đông Donetsk cho biết, đối với Nga, việc dùng vũ khí này rẻ hơn nhiều so với việc sử dụng hàng trăm nghìn quả đạn pháo. Khi bom lượn phát nổ, nó có thể phá hủy một số tòa nhà. Bom lượn có thể chứa từ 500 kg đến 1,5 tấn thuốc nổ, bay xa hơn 60 km, tạo ra những miệng hố rộng tới 20 m và sâu 6 m khi lao xuống mặt đất. Bogdan, một binh sĩ khác ở Donetsk cho biết, chúng rất đáng sợ, rất nguy hiểm. Ngay cả khi vụ nổ xảy ra cách khoảng 1 km, nó cũng đủ để làm hư hại cửa của các tòa nhà xung quanh. Bom lượn có sức tàn phá khủng khiếp đến mức các nhà phân tích của Deep State Ukraine đã cho đây là loại vũ khí mà lực lượng nước này trên thực tế không có biện pháp đối phó. Vào tuần cuối cùng của tháng 3 năm 2024, Nga được cho là đã tấn công Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, bằng hai quả bom dẫn đường đa năng có tầm bắn lên tới 90 km. Đây là lần đầu tiên Kharkov bị tấn công bằng bom lượn. Trước đó, khu vực này thường bị tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Ngoài ra, trong bản đánh giá tình hình chiến sự, Viện Nghiên cứu Chiến tranh lưu ý, Nga cũng đã sử dụng các cuộc tấn công bằng bom lượn để đạt hiệu quả chiến thuật trong việc chiếm giữ Adipka vào giữa tháng 2 năm 2023 và buộc quân đội Ukraine phải rút lui. Egor Suga, binh sĩ Ukraine từng chiến đấu ở Adipka cho biết, những quả bom này phá hủy hoàn toàn các vị trí của chúng tôi, Tất cả các tòa nhà và công trình đều bị san phẳng sau các vụ nổ và họ đã buộc chúng tôi phải rút lui trong vòng 60 đến 80 ngày. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.